Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị dành một phút mặc niệm chư Phật chư Bồ Tát, Bát Bộ Kim Cang Hồn Thiên Sông Núi Chư Thánh Chư Thần Thiên Sứ Công Minh. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm trôi qua, xin mời quý an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa trụ trì, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni và quý Phật tử, thật là một cái duyên lành rất là lớn. Tôi được trở về thăm đất nước và được đến trình diễn thăm quý vị. Hôm nay đi nơi nào, rất nhiều Phật tử than phiền: thưa Thầy, con đi qua Ấn Độ đó tới 9 lần, 10 lần. Có người nói 11, 12 lần không bao giờ gặp Thầy. Nhiều khi vô chùa đợi cả 2, 3 ngày không thấy Thầy. Lúc thì con ở bên Bồ Đề Đạo Tràng, thì Thầy đi về Lâm Tỳ Ni. Lúc tụi con qua Lâm Tỳ Ni, Thầy về Bồ Đề Đạo Tràng. Rồi trở lại thì Thầy lên Hy Mã Lạp Sơn. À, xin thưa quý vị, cái trường hợp này rất là nhiều. Quý vị đừng có đi tìm Thầy. Đến một lúc nào đó, Thầy đến Thầy trình diễn quý vị. Cuộc đời này màu nhiệm lắm, quý đừng có tìm. Cũng như ngày hôm nay mà Thầy còn sống như thế này, xin thưa quý vị là Thầy cảm nhận và tận mắt thấy bao nhiêu cái điều màu nhiệm trong cuộc đời này. Cho nên tu mà không thấy kết quả tốt, tu mà không thấy sự màu nhiệm, Thầy nghĩ là mình không nên tu, có vấn đề. Quý vị rõ chưa? Ăn uống mà không có thấy cái đồ ăn mà không có sức khỏe là phải cẩn thận. Tu, mình phải biết tu trúng, tu sai. Quý vị biết chưa? Bây giờ muốn Thầy kể hay là quý vị trả lời? Tu trúng là sao? Hay lắm quý vị. Tu trúng giống như mình ăn cơm uống nước vậy đó. Tu trúng là từ đau khổ thành an lạc. Chưa tu rất là đau khổ, tu đó, an lạc có kết quả. Tu trúng là từ nghèo thành giàu. Chưa tu đúng rất là nghèo, tu đúng là giàu, giàu luôn, mà giàu về vật chất tinh thần. Còn mà tu trật là gia đình đang hạnh phúc mà theo cái phương pháp nào không biết, gia đình xáo trộn, mất an lạc là phải biết trật. Chưa tu 3-4 cái nhà, tu riết không có cái nhà ở, trật. Rõ chưa? Cái này là quý vị phải phân biệt. Một trong những cái yếu tố mà Thầy ngưỡng mộ Đức Phật đó là gì? Đức Phật, quý vị, vì Ngài thương xót chúng sanh, Ngài đi tu. Mà lúc Ngài đi tu rồi, Ngài cũng không biết tu pháp môn nào. Ngài theo đủ thứ đạo hết rồi. Nhưng mà Ngài, một cái yếu tố mà rất là quan trọng mà đưa tới Ngài thành Phật là quý vị biết yếu tố gì không? Là Đức Phật thành thật. Cũng như Ngài hồi xưa, Ngài đi ra mấy cửa thành, thấy sanh lão bệnh tử, Ngài thương lắm, muốn tìm cái phương pháp của chúng sanh. Mà khi Ngài ra đi rồi đó, Ngài tiếp xúc đủ thứ đạo ở trên đó. Có những cái đạo họ nói chú đau khổ là vì cái xác này nè, cái thân này nó tham ăn, tham uống, tham tình, tham đủ thứ trên đó, phải ép xác.
Cho nên Ngài ăn có một hột mè, ăn mấy năm vậy, thân hình tiều tụy nhưng mà tinh thần vẫn sáng suốt, nhưng mà không đắc đạo. Một cái đêm trăng tròn, Ngài ngồi ở trên núi Khổ Hạnh Lâm, quý vị qua thầy dẫn cái chỗ đó, Ngài ngồi, Ngài nghe ở dưới làng có một cái ban nhạc, lên dây đàn thẳng, đứt, lên dây đàn, dùng không có kêu. Khi một cái người nhạc sĩ lên dây đàn đều đặn, Ngài nói, à, như vậy là ta sai. Cái thân này, nó là chứa đựng sự tội lỗi, nhưng mà nó cũng là phương tiện đưa mình giải thoát. Cũng như chiếc ghe mà mình chưa qua bờ sông, đừng có đập nó. À, Ngài nói vậy ta đi sai. Quý vị tuyệt vời chưa? Chúng ta phải hãnh diện mình có một vị thầy, một vị cha đi sai đường, dám nói sai đường. Nhờ Ngài biết sai đường, Ngài trở lại ăn uống bình thường và Ngài trở về đắc đạo, ngồi dưới cội Bồ Đề đắc đạo. Quý vị thấy chưa? Hiện nay chúng sanh đau khổ từ xưa nha, bây giờ cũng vậy nữa. Đi trật đường mà không dám nói mình đi trật đường. Cho nên quý vị tu pháp môn nào không biết, tu làm sao phải thấy an vui hạnh phúc, tịnh độ nè, thiền nè, mật tông nè, kim cang tông, pháp hoa tông, hay bây giờ có một cái số vị ngưỡng mộ mấy ngày Đạt Lai Lama đó, thầy gọi Lạc Ma tông, hay là thầy hay vui nữa, Lung Tung Tông, hay là Tả Bích Lù Tông. Tông nào không biết, an lạc, hạnh phúc, trúng. Đó chưa? Rất là quan trọng. Tu làm sao biết trúng? Khi mà quý vị tu mà pháp môn trúng, nhìn vào cái người đó thấy an lạc, thanh thoát. Hồi xưa sân si, bây giờ hết sân si, trúng. Thanh lạc, thanh thoát. Mà quý vị nhìn cái người nào mà tu, lúc đầu thì còn cười, riết hết cười, cái mặt đen thui lùi, đi cái đầu lắc lắc, gặp ai cũng lùm lùm, rồi còn thúc cục chỏ nữa. Cái này là có vấn đề, cái này là tẩu hỏa nhập ma. Cho nên quý vị tu, quý vị nhìn người đó, thấy các vị cười, đây là thấy giống quý thầy nè, ok. Thấy như thầy Thanh Quân, quý vị mà tu đó nè, ok. Người nào mà tu cái pháp môn để mà gặp mình lùm lùm, kiếm chuyện rồi thúc cục chỏ, biết có vấn đề. Khi mà nhìn cái mặt họ buồn, nó biết đó, thứ nhất là họ đau bao tử. Mấy người đau bao tử cười không được, hoặc là nhức răng. Thứ hai là gì? Thất tình. Mấy người thất tình ít cười lắm. Thứ kế nữa là thiếu nợ. Đi cái mặt tối ngày nó chứ nghĩ sao phải trả nợ. Rồi nhiều lắm. Cho nên tu trúng là an vui hạnh phúc. Quý vị nhớ nha. Đó, mấy thầy là ok đó. Mấy ông thầy này trúng. Quý ông thầy này đó. À, tu gì mà tối ngày chứ đi chỉ trích người ta, sân si đầy mà tàn là nói chuyện trên không. Quý vị cẩn thận cái này nha. Cho nên quý vị theo Phật phải trí tuệ, phải sáng suốt. Nãy giờ thầy nói tiếng Việt có rõ không ạ? À, bây giờ thầy ở nước ngoài thầy nói tiếng Việt. Cũng như thầy nói ở câu ở Việt Nam mình có câu ca dao hay lắm: tu là cõi phúc, tình là giấy quan. Quý vị nào nói câu này trúng đưa tay thầy coi. À, có một số vị nào nói câu này không trúng đưa tay thầy coi. Sao kỳ không ai đưa tay hết. Tu mà phải tu cho trúng là có kết quả. Tình chưa hẳn là giới quan. Tình giới quan làm sao có chúng ta? Phải vậy chưa? Cũng như người Tây á, người Pháp á, họ nói một câu rất là hay, nó lom sang là mua, lom sang là mua, com la te sang oxygen. Con người mà không có tình thương á, nó giống như cái quả địa cầu này không có không khí. L'homme sans l'amour comme le repas sans virus. Cái con người mà không có tình thương á, nó giống như là bữa cơm mà không có rượu vang. Bởi vì Tây ngày ăn là phải có rượu vang, uống cho nó tiêu.
L'homme sans l'amour, comme le repas sans fromage. Bây giờ Tây ăn cơm phải có fromage. Thầy mới thêm một câu nữa, l'homme sans l'amour, comme canh chua sans mè. Canh chua sang mé sao mà canh chua. Quý vị thấy thầy thích Đức Phật. Quý vị, Đức Phật là một vị thầy vô cùng thành thật, vô cùng thành thật. Đức Phật có nói cho chúng ta hai điều mà mình phải lưu ý trong cuộc đời này. Thứ nhất là tình yêu. Tình yêu đúng là happy, hạnh phúc. Tình yêu sai là đau khổ. Ở đây có người nào mà tình yêu sai mà happy không? Thấy không? Điểm thứ hai là gì? Điểm thứ hai là tôn giáo. Tôn giáo trúng sẽ đem chúng ta an vui hạnh phúc. Còn tôn giáo sai, mọi thầy không nói, là có many problem. Có những người theo những cái tôn giáo, họ tự, bây giờ quý vị cẩn thận nha, tự nhiên, thôi bây giờ thầy nói đụng chạm nè. Có một vài người đi sang bên đất Phật, thầy ở bên đó 40-50 năm thầy thấy hết, nhưng mà mình không nói. Qua bên đất Phật á, rồi không biết tu theo ông nội bà nội nào, đi về nói ta là Phật giáng trần. Rồi á, họ đóng kịch, họ ngồi đó đằng sau này, họ để mấy cái đèn ni ông chớp chớp á, nó nói thầy sư phụ tôi ngồi có hào quang, nhưng mà thật sự nó là cái bông đèn ni ông. Quý vị thấy không? Phải cẩn thận. Mà theo sư phụ riết là tiền bạc mất hết, gia đình xáo trộn, vậy mà cũng rất nhiều theo, rất nhiều vị trí thổ thẹo nói. Mà cuối cùng cái ông giáo chủ bà cho bây giờ trả nghiệp. Quý vị phải sáng suốt. Mình tu, mình phải biết tu trúng tu sai, gặp cái người đó nhìn vô biết. Nghe không? Phải sáng suốt. Ôi nói rồi hồi đụng chạm. Thầy mà nói hồi nó quăng đá, thầy không biết thầy được đi nữa. Sáng suốt. Từ bi phải có trí tuệ. Từ bi mà không có trí tuệ là từ bi mù quáng. Đó. Cho nên quý vị biết thôi, bây giờ quý vị mệt chưa? Có cái đồng hồ không? Thầy nói chắc tiếng thôi. Hay là bữa nay thầy mệt không biết. Hay lắm quý vị. Bây giờ không có thời gian nhiều. Thầy nói khoảng 20 phút. Thật sự ra quý vị, Đức Phật là một vị thầy tuyệt vời. Ngài sau khi đắc đạo dưới cội Bồ Đề, 45 năm thuyết pháp, Ngài thuyết từ cái thấp đến cao. Mà bây giờ chúng ta có thông minh, chúng ta học mấy trăm năm cũng không hết lời dạy của Đức Phật. Có thể ngày mai mình chết. Cho nên thầy cố gắng làm sao chúng ta thực hiện một vài lời dạy Đức Phật để chúng ta được an vui hạnh phúc. Không biết mà chết. 45 năm thuyết pháp đồ sanh, Ngài thuyết tam tạng kinh điển, không thời giờ nào mình học hết. Hồi trước mà thầy ở Việt Nam đó quý vị, thầy nghe một cái câu kinh, đi hỏi 10 ông thầy giảng khác nhau, viết rồi không biết theo ông nào. Thấy không? Sau này thầy mới resume, mới cô động lại mấy điểm thôi. Điểm thứ nhất là gì? Number one là gì? To believe in karma, quan karma. Điểm thứ nhất là phải tin nhân quả. Chúng ta là đệ tử Phật hay là chúng ta không đệ tử Phật, người nào có tin nhân quả là cuộc đời very happy. Người tin nhân quả sẽ không bao giờ làm người khác khổ. Mà chúng ta có người bạn với người tin nhân quả, đây là diễm phúc. Vì người tin nhân quả sẽ không bao giờ làm mình khổ. Quý vị đồng ý không? Mình cần cái gì người ta giúp. Chúng ta có tiền bạc, chúng ta hùng với người tin nhân quả, họ có lời họ sẽ chia cho mình, họ không nỡ họ gạt mình. Đồng ý không? Mà thầy còn thêm một câu nữa, lỡ nó có kẹt lắm thì nó gạt chút chút thôi. Thay vì nó gạt mình 100 đồng, nó gạt mình 20, còn 80 mình sống. The person do not believe the karma, everything. Cái người mà không tin nhân quả, chuyện gì họ cũng làm hết. Trời Phật bưng ra nó bán, đất nước tổ quốc gì nó ráo trội bán hết. Cho nên thầy đề nghị quý vị nào thấy cái người nào không tin nhân quả đó,
là mấy thầy trò mình lại nó 108 lại chạy thiệt xa. Quý vị thấy xưa không? À, number one, nếu thế giới này ai cũng tin nhân quả sẽ không bao giờ làm chuyện ác. Very happy. Cho nên khi nào quý vị gặp một cái người tin nhân quả, bạn mình phải trân trọng. Là bởi vì người tin nhân quả mình cần cái gì, họ thiếu tiền họ cho mình mượn tiền, không có chỗ họ cho mình ở, thiếu cơm họ cho cơm. Còn người không tin nhân quả, they do everything. Điểm thứ hai là gì? Điểm thứ hai là tụng đọc và thực hành Maha Mangala Sutta. Quý vị đọc theo thầy coi Maha Mangala Sutta. Maha Mangala Sutta. Sao mà đệ tử chùa Pháp Vân giỏi quá nhỉ? Chắc kiếp trước quý vị đã từng ở Ấn Độ. Đọc lại thầy nghe coi, đúng không? Maha Mangala Sutta. Chắc kiếp trước là người ở Ấn Độ. Maha là gì? Maha có nghĩa là lớn, Mangala có nghĩa là hạnh phúc, có nghĩa là phước báo, có nghĩa là gia tài. Sutta là kinh, thôi mình tạm dịch là kinh hạnh phúc lớn, hay kinh hạnh phúc hoặc là kinh phước báo như đó. Xin thưa quý vị, cách đây 60 năm trước khi sang Ấn Độ, thầy nghe các vị tụng cái bản kinh này bằng tiếng Phạn, thầy tưởng là cái bài thần chú. Nhưng mà sau khi mà đi sang Ấn Độ học cái tiếng Phạn Pali, thầy đọc ra thầy sửng sốt. Trời ơi, cái bài kinh này của ông Phật nói tuyệt vời, một trong những cái bài kinh tuyệt vời, nhưng không biết tại sao người ta giấu đi, không dịch sang tiếng Việt. Đạo Phật vô nước mình gần 2000 năm, đúng ra là cái bản kinh này phải dịch sang tiếng Việt. Mà không những như vậy, thầy đi qua bên Trung Quốc, bản kinh này có nhưng họ để trong tủ. Rồi qua Đại Hàn, qua Nhật Bản, qua Tây Tạng, tới giờ phút này thầy không biết lý do tại sao. Thầy lặp lại một lần nữa, quý vị tụng đọc và thực hành cái bản kinh này sẽ có kết quả ngay trong cuộc đời này. Vị nào không tin lên đây làm giấy cam đoan với thầy. Phải tu như vậy mới được. Trong này chưa đầy một trang giấy, Đức Phật chỉ cho mình 38 cái chìa khóa vàng. Quý vị áp dụng, tụng đọc áp dụng, bảo đảm sao có hạnh phúc. Mà thầy đã áp dụng mới có mấy điều thầy thấy kết quả. Thí dụ trong này Đức Phật dạy là gì? Cái hạnh phúc thứ nhất là Asavana Balenam. Đọc theo thầy coi, Asavana Balenam. Asavana Balenam tức là gì? To keep away from bad people. Cái hạnh phúc thứ nhất là tránh xa kẻ xấu ác. Quý vị thầy tuyệt vời chứ? Mình không phải là ăn trộm ăn cắp, mà mình chơi với gần ăn trộm ăn cắp, thế nào công an mà bắt nó, thế nào nó cũng lôi mình ra. Đồng ý chưa? Họ có tiền, chưa chắc nó giúp mình. Hay lắm quý vị. Cái hạnh phúc thứ hai là gì? Banditanam Savena. Quý vị đọc theo thầy coi. Banditanam Savena. Phật tử đây tuyệt vời. Học tiếng Phạn. Banditanam Savena, to associate with the good people. Associate with the bon person. Tức là trong cuộc đời mình được thân cận bậc hiền lành. Tại sao thân cận bậc hiền lành? Mình cần cái gì họ giúp. Quý vị sướng lắm. Thành ra quý vị được thân cận bậc hành là phải trân trọng, đừng có chọc giận nó. Nghe không? Sướng lắm quý vị. Còn cái hạnh phúc kế nữa gì? Cái này nãy giờ hai điểm là hạnh phúc kế. Một cái nữa Đức Phật nói là Mata Bito. Quý vị đọc theo. Quý vị đọc theo thầy. Mata Bito. Mata Bito. Có nghĩa là kính trọng mẹ cha, phụng dưỡng mẹ cha. Cha mẹ là những người mang nặng đẻ đau mình. Quý vị kính trọng mẹ cha, trời, Phật, thần, thánh đều kính trọng quý vị.
Quý vị coi cho những người nào mà có cha mẹ mà không kính trọng cha mẹ, thường thường trong cuộc đời many problem, nhiều vấn đề. Quý vị thấy hay chưa? Ở trong này, cái bản kinh này, Đức Phật dạy mình hay lắm. Vinaya là gì? Tôn trọng luật pháp. Mình ở nước nào mình phải tôn trọng luật pháp nước đó. Cũng như chúng ta ở Việt Nam, ra đường phải giữ tay mặt. Đi qua Ấn Độ, quý vị ra đường giữ tay mặt là xe nó đụng. Qua Ấn Độ phải giữ tay trái. Quý vị thấy hay chưa? 2000 mấy trăm năm mà Đức Phật, ở trong này Đức Phật dạy mình làm giàu nữa. Hay lắm. Thầy lần sau, cái bản kinh này một tuần lễ thầy giảng mới hết. Nhưng mà thầy tóm tắt nhưng mà dễ hiểu thôi. Giống như nó hay lắm quý vị. Dạy từ thấp đến cao. Vị nào có muốn bản kinh này, đưa tay thầy coi. Rồi. Cái này thấy quý vị có phước đó. Hồi xưa thầy Đường Tăng qua bên đó thỉnh kinh. Thầy mang kinh này từ bên đó về đây tặng quý vị. Nói cái này thấy quý vị có phước hơn thầy Đường Tăng rồi đó. Về đó quý vị, nếu được đó quý vị, cái bản kinh này được khắc trong đá để các chùa mỗi ngày quý vị với tụng được học thuộc lòng, rồi nếu được đó quý vị dạy con em nó đọc rồi nó cắt nghĩa cho mình nghe, hay lắm. Thay vì nó chơi game, bây giờ nói con đọc, mà đứa nào mà nó lười biếng nó quý vị dụ cho nó, nói con học thuộc cái này là bố mẹ cho 500 ngàn 1 triệu gì đó. Không mình dụ. Tụng đọc và thực hành Mangala Sutta. Cái bản kinh này thầy nghĩ lát sẽ có. Còn quý vị nào được đó mà phát tâm đó, cho khắc cái bản kinh này. Rồi. Thôi, anh đưa tay thôi, thầy đưa anh trước đi. À. Điểm thứ ba là gì? Điểm thứ ba là the peace of mind, la paix de l'esprit, là sự an tĩnh của tâm hồn. Quý vị có mấy triệu đô la mà không có an tĩnh tâm hồn, vất đi. Mà muốn an tĩnh tâm hồn là mình phải tu cho trúng. Rõ chưa? Cái này quan trọng. Quý vị chứ nghĩ rằng mình, mỗi người bây giờ quý vị có 10 triệu đô la. Tuyệt vời. Nhưng mà tâm không an ổn giống như mình ngồi trong đống lửa. Mà muốn an tĩnh tâm hồn là phải tu cho trúng. Phải gì không? Niệm Phật cũng phải niệm cho trúng. Tu thiền cũng phải tu cho trúng. Chứ như niệm Phật đó thầy nói không có chỉ trích nha. Chứ như niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô. Mình niệm phải cho vui. Niệm phải cho vui cũng như người chiến sĩ ra mặt trận phải quyết thắng, an lạc. Chứ không có nên niệm Phật Nam Mô Bí Thà Phật ơi, Nam Mô. Quý vị mà niệm kiểu này đó, 3 tháng là đi vô nhị tỳ. Nhìn mấy người đi niệm, bây giờ thầy thấy mấy cái mà cái gì đó, mấy cái mà thu băng á, trời ơi niệm mà thầy nói thầy muốn xỉu luôn nhá. Nam Mô Bí Thà Phật ơi, Nam Mô. Quý vị thầy cẩn thận. Cũng như rất nhiều người sách vở viết sai về Đức Phật. Nói ông Phật vì ông chán đời, ông đi tu, ông trốn vợ con. Trong sách Việt Nam mình nhất. Quý vị nhớ Đức Phật là con một vị vua, có cung vàng điện ngọc, do mà vợ của Đức Phật là bà Yashodhara Yayudhara, là con của một cô công chúa, chứ không phải là người tầm thường, không phải là Marie Fontaine. Biết Marie Fontaine không? Marie Fontaine là mấy cô gái mà gánh nước đó. Để gặp mấy ông Tây thành thầy đặt Marie Fontaine. Một cô công chúa có học đàng hoàng, cho nên rất nhiều sách Việt Nam mình viết sai. Đức Phật giống như là trốn vợ đi tu. Chuyện này không có thể hợp lý. Một người chồng ngủ với người vợ, sáng người vợ thức dậy thấy mất người chồng, hô lên công an cảnh sát, quân lính đi tìm trong một tuần lễ là phải ra, đặc biệt là ôm La Hù La theo
gặp Đức Phật, anh không về tôi xé thằng nhỏ làm đôi. Ông Phật ông tóc ông về liền. Sự ra đi của Đức Phật là được sự ủng hộ quyết liệt của bà Yashodhara. Quý vị em sẽ làm mà trốn, vậy mà giết ngon lành. Mà Đức Phật là con người yêu đời, Ngài mới làm những chuyện phi thường. Cũng như quý vị phải có dư tiền quý vị mới cúng. Quý vị không có tiền làm sao quý vị cúng? Ở ngoài Bắc ta gọi là cúng cái mồm đấy, ở trong Nam là cúng cái miệng, phải vậy chưa? Cho nên quý vị phải an vui hạnh phúc. Cho nên rất nhiều sách viết sai về Đức Phật. Đề nghị mai mốt đó, đại sứ Diệm đây mấy người phải viết lại. Quý vị thấy không? Rất nhiều người hiểu sai, viết lung tung hết đó. Cho nên quý vị đọc cái quyển kinh đó, hai cái sách đó, quý vị biết cái bản kinh đó viết chỗ nào, ông Phật nói cái gì. Bây giờ người ta ăn cắp mấy cái lời dạy Đức Phật, người ta biến ra, nhá không? Đó, quý vị rõ, tu phải cho trúng, cho nên niệm Phật cũng phải niệm cho trúng. Chứ giống như thầy nói, thầy có thêm mấy câu nữa, Nam Mô A Di Đà Phật, tu phải thành thật, tu đừng lật đật, tu đừng có trật, tu thật nghiêm mật, chắc chắn thành Phật. Quý vị niệm theo thầy coi, Nam Mô A Di Đà Phật, tu phải thành thật, tu đừng lật đật, tu đừng có trật, tu thật nghiêm mật, chắc chắn thành Phật. Bây giờ thôi thầy nói nè, có nhiều người lâu lâu đi chùa một lần hay là qua thánh địa chỉ có mấy tiếng đồng hồ về cả một cái sự phước đức vô lượng. Nhưng mà có người một ngày đi chùa 7-8 lần mà càng đi càng tội lỗi. Thầy quán chiếu, thầy là sư ông nôm là scientific, thầy là người khoa học quán chiếu. Tại sao cái người này ngày nào cũng đi chùa mà tại sao họ mất phước? Nha, cái này dễ. Cũng như quý vị có những người đi chùa, trước khi vào chùa tâm thanh tịnh, cái nơi trang nghiêm, để cái đôi dép ở ngoài, không, nó mang cái đôi dép giờ nó bước vô chánh điện, mang tội rồi. Đi vô chùa, cái tâm không an lạc, gặp người ta lùm lùm, rồi còn thúc cuộc chỏ kiếm chuyện, tội rồi. Quý vị thấy không? Vô trong chùa đó tàn phê bình, ô gặp mấy ông thầy trụ trì, nghinh nghinh ông trụ trì còn phê bình đó, cái mặt thầy bữa nay sao méo xẹo, cái này mang tội rồi, nha. Rồi vô trong bàn Phật á, nó không có kính trọng, nghĩa là nó lại Phật, nó không lại nữa. Có đứa nó vô gặp ông Phật á, quý vị biết làm sao? Nó đứng đưa tay chụp hình. Có đứa vô nó chào ông Phật giống military, cái tội rồi. Cái đi vòng xung quanh, trời ơi mấy trái cam trái bưởi tốt quá, nhìn tới nhìn đường thấy ai bóc bỏ túi, cái này tội rồi. Ngay bên thánh địa cũng vậy, có những vị đi sang thánh địa Phật giáo chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi về cả một cuộc đời thay đổi. Nhưng có một số người Việt Nam sang bên đó ở 5 năm 6 năm, ít bữa đi cái đầu lắc, gặp ai cũng biểu Maroc, biết Maroc không, biểu mình móc ra đó, tu cái quái gì đó, chết thảm thiết. Thầy nói với quý vị vậy đó, chính thầy bây giờ thầy không nói ra nó đụng chạm. Cho nên quý vị, những cái gì thầy tổ dạy đúng hết. Có những người theo Phật giáo, lạm dụng Phật giáo, tất cả điều vị. Thầy nói, cái cuốn sách của thầy in ở Việt Nam về khi mặt trời lên cũng gặp khó khăn vậy đó. Nhưng mà trong đó thầy kể những cái chuyện mắt thấy tai nghe. Hồi xưa người ta kể chuyện nhân quả ở bên Đông An Tây, còn cái này là thầy kể những chuyện nhân quả xảy ra ở đất nước mình mà chính mắt thầy thấy. Và chính thầy là cái người theo Phật mà thầy thử Phật, thầy không tin nhân quả là thầy bị liệt. Quý vị mệt chưa? Chắc thầy mệt. Bây giờ kể một cái câu chuyện nhỏ về nhân quả. Thầy có một quen một cái ông Bảy. Ở đây vị nào biết cái chuyện ông Bảy chưa?
Thôi về thầy kể ngắn gọn ha. Có một cái ông Bảy, ông ở bên Mỹ đó. Ông ngưỡng mộ thầy, ông quý thầy lắm. Rồi thầy đem ông qua đất Phật. Ông thương, ông nói trời ơi thầy cực khổ, thầy cất cái chùa. Bây giờ qua đến đây á, con thấy thầy cực quá, thôi thầy đừng tụng kinh, để con tụng cho thầy. Tu thế à? Thầy nói không, tôi thầy đừng có nấu cơm, để con nấu cơm cho thầy ăn. Thầy không. Thầy nói tôi quen rồi. Ông ở đây ông nấu, mai mốt ông về tôi nhớ ông mất công đó. Thấy không? Mà quý vị, ông năn nỉ thầy mấy tháng nữa, thầy nhất định không ăn. Và nhớ rõ là vào cái lúc rằm tháng 7 nha. Ông nấu cơm, ông năn nỉ nói thưa thầy bữa nay rằm tháng 7 là một cái lễ lớn của Việt Nam, ở đây có hai thầy trò mình thôi với mấy thầy, thành ra con nấu cơm mời thầy ăn. Nói thầy ăn. Thầy ăn, thầy thấy ông nấu ngon quá. Thế là thầy nói thôi, ông chỉ nấu tiếp tục tôi ăn. Cái này là cái chết đó. À, ăn một tháng mấy, ông bị bệnh. Ông bị bệnh, ông không nấu, thì thầy phải xuống với thầy nấu. Mà ông nấu cơm xong rồi ông dọn trên bàn, thầy ăn. Chứ ông có đời nào mà ông bưng cơm ông đưa thầy đâu. Mà có câu chuyện này vui lắm, mà thầy kể ngắn gọn thôi. Cái ông bệnh, thầy nấu xong á, ông không nấu, giờ thầy nấu xong rồi thầy dọn trên bàn mời ông ăn. Ông cũng không ăn. Mà quý vị, người ở bên đó mà thầy sợ nhất bị ông này, con cháu ông quý ông đó, mà ông không ăn, ông chết là thầy cũng mang quả. Thầy năn nỉ hoài ông không ăn. Thầy mới bưng cơm vô đem tận giường cho ông ăn. Ông ăn xong rồi cái biết ông nằm xuống. Ông nằm xuống thì thầy sợ chén nó rớt. Cái thầy mới vô, thầy mới bưng cái mâm đi ra để rửa. Lúc mà vô bưng cái mâm nó thấm thía này rồi, quả báo nhãn tiền, quả báo trả liền. Hồi đó ông dọn cho mình ăn, bây giờ mình phải bưng cơm cho ông. Quý vị thấy quả báo nhân tiện này thầy trả đó. Rồi xong đó thầy còn phải giặt quần giặt áo cho ông nữa. Người lớn tuổi đó, ông bận đồ dơ hôi, thầy phải lấy mấy cái bộ đồ sạch của ông ra, thầy đưa cho ông thay. Quý vị, ông thay xong đó, ông quăng quần áo, ông quăng ở dưới giường đó, mà nó hôi á, mà thầy nhớ là thầy phải bịnh cái lỗ mũi thầy. Thầy lấy cây gậy thầy mới bỏ trong đó. Rồi ra thầy giặt quần, giặt áo, thầy phơi lúc này thấm thía lắm. Thấm thía, quả báo nhân tiền, rõ chưa? Xong xuôi đàng hoàng đó, cái thầy giặt quần áo xong thầy vô thầy hỏi ông Bảy. Ông có muốn uống trà không? Nói dạ con muốn uống. Uống trà gì? Ông nói dạ con muốn uống trà ô long. Mà ở bên đó rất nhiều chùa, thầy đi mấy chùa thầy tìm đâu có trà ô long. Thôi ra thầy lấy cái trà Ấn Độ đó, thầy khuấy cho ông uống. Uống rồi vô phải đưa nó, đây nè trà này ông Bảy uống giùm. Bây giờ ông uống xong, ông mới ngậm trà vô ông phun pẹt pẹt vậy nè. Như ông chửi cha thầy á. Đúng là quả báo nhận tiền. Trà gì dở ẹt. Giờ cái câu chuyện này dài, quý vị về tìm cuốn sách á, hay lắm quý vị. Quả báo có. Thành ra quý vị theo Phật giáo là phải tin nhân quả, nhưng phải thực hành. Nhưng mai đó, mai hồi trưa mà ông bưng cơm thầy còn bị tai nạn nữa. Bây giờ sợ lắm, cho nên bây giờ quý Phật tử gặp thầy đừng bao giờ bưng cơm cho thầy. Mai mốt thành ông Tám, bà Tám mệt thầy lắm. Tự nấu cơm. Cho nên bây giờ thầy nói cho quý vị nè, có nhiều vị hỏi thưa thầy mấy chục năm mà con gặp thầy không thấy thầy già. Cái này mật pháp mà sao giờ thấy dân trẻ. Quý vị muốn học cái này không? Thầy công bằng, thầy dạy đạo là không lấy tiền, mà dạy làm giàu á, dạy sức khỏe là phải trả tiền. Nhưng mà bữa nay thầy quý, thầy trụ trì thôi, thầy cho miễn phí. Cuộc đời này đó quý vị, nó như tấm gương vậy đó. Chúng ta vui, nó vui với mình. Hãy mình theo lời Phật dạy, quý vị thấy an lạc lắm, thanh thoát nha. Mình đừng có sân si, đây là tham sân si, an lạc. Mỗi ngày
dành một tiếng cho mình, chứ không tối nay nhá. Và thầy, tại sao thầy khỏe thế này? Là bởi vì cái gì thầy cũng tự làm, tự nấu cơm, tự giặt đồ. Các mà đệ tử qua mà nấu cơm thầy không thích, bởi vì thầy có cái tật xấu. Cái người mà sân si đó, nấu cơm là ăn thầy cũng bị sân si giống nó. À, tự nấu. Mà không, cái này bữa nào mà quý vị có, nó khác liền. Nó ảnh hưởng cũng như cái nhà quý vị vậy đó. Cái người mà sân si tới đó, nó cũng ảnh hưởng nó, cái vibration. Đó. Mà thầy cũng nói thầy tự nấu ăn, tự giặt đồ, ăn lạc. Là bởi vì Phật tử mà nó thương mình, mấy người Phật tử thương mình, ngày nào nó thương mình thì nó nấu thiệt ngon. Bữa nào nó buồn, nó bổ muối ăn mệt lắm. Rồi giặt đồ. Giặt đồ này thầy cũng tự giặt. Bởi vì đệ tử nó thương mình thì giặt sạch. Bữa nào nó thương dơ, để dơ mình bận rẻ rồi mệt lắm. Mà bữa nào mà nó giận, nó giặt mình giặt lại nó mất công lắm. Cho nên độc lập. Có nhiều vị thật, nhiều vị không thích thầy, nhưng mà thầy thích gì đó, an lạc. Quý vị thấy không? Cái đạo Phật mình cũng vậy. Nếu không khéo là chúng ta bị những người có tiền, những người có quyền họ chi phối. Thầy không có được cái đó. Phật tử vô chùa tu, vô chùa tu đàng hoàng, làm chấp tác. Chùa mình không cho làm công quả. Tại sao công quả? Bởi vì nó công quả ít bữa nó thành công thần mệt lắm. Anh sao lại cười? Đúng không? Nhiều người nó vô ở đây. Hồi nãy giờ thầy thấy có Minh Quy đâu? Anh lên đây. Quý vị thấy cái kỳ rồi mà thầy nói quý vị nhiều chuyện màu nhiệm đó. Thầy mà rồi mà thầy không vững, thầy cũng bị mấy người giàu nó chi phối thầy. Nhưng mà thầy cung tay thì thủi nó chạy. Nếu mà nó lạng quạng là thầy xách vô vuông thì được. Ở đây là chú Minh Quy, đệ tử của thầy. Chú này cũng có cái nhiều đặc biệt lắm. Thầy đánh thủi nó mấy lần mà nó không chịu chạy. Ở kỳ rồi đó, chú chứng kiến đó quý vị. Có một cái anh bạn thân với chú, nó nghèo, rồi thầy chú Nguyễn nó giàu. Ở kỳ rồi không biết nó làm sao, nó bán một cái cơ ngơi của nó 1.000 tỷ Việt Nam. 1.000 tỷ Việt Nam lớn không ạ? Lớn không? Mà thầy không có khe, không bước tới nhà nữa. Là bởi vì mấy cái thằng mà nó nhà giàu tầm bậy á, nó nhiều tội lỗi lắm, nhá không? Cái kỳ rồi thầy sang ở trong cái tòa lâu đài mà mấy thầy trò mới mua xong, mà nó đóng kịch cũng hay, nó xuống nó quý vị nó mua cho thầy một cái gói thuốc gọi là vitamin, biết vitamin tiếng gì? Bổ đó. Thầy nói thôi để đó. Ông thầy ông đã nói để rồi. Một lát nó đi vô đó quý vị, nó mở cái hộp thuốc vitamin đó. Nó biểu thầy xè tay ra. Nó nói thuốc này ngon lắm thầy, bổ lắm, mắc tiền lắm. Thầy uống là thầy khỏe liền. Cái thầy, tánh thầy cũng khiêm tốn. Nó thuốc ngon ha. Thì nó vừa ra là thầy bỏ trong túi, không uống. Bổ với nó chứ biết mình nhiều nó bổ, mình nó bổ vô hàng rào nó mệt lắm. Phải không ạ? Mà thầy nghĩ cái thằng này ghê lắm. Nó ra ngoài, nó lén lén, nó lịnh, nó thấy thầy cũng uống bỏ túi. Ra làm 3-4 ly, thầy bỏ vô. Cái vô nó nói, thưa thầy, con thấy con mở thuốc ra, con trân trọng đưa thầy mà thầy không uống. Mày câm cái miệng mày, mày nói là tôi quánh mày chết cha mày. Cái rồi quý vị vô rồi, rồi nó hỏi thầy, có ăn cơm chưa? Thầy nói thầy ăn rồi, ăn sáng mà bữa nay không đó. Nó ra nó làm một mâm cơm rất là trịnh soạn, bưng vô thầy. Mì thầy ăn, thầy không, thầy nói thầy không ăn. Ví dụ cái tánh thầy, mà cái thằng này nó mắc mạch sai. Quý vị á, vô ra nó nói thầy phải ăn, thầy không ăn là con không chở thầy đi. Thầy nói bộ mày không cố nội tao sao? Tao năm nay bao nhiêu tuổi rồi, mày đệ tử tao hay là mày thầy tao? Thầy làm một trận, đi đi ra khỏi. Thầy làm quá ra thầy đuổi liền.
Và vì cái mấy chú này hồi nãy chú mà Minh Quy này đó rất là trân trọng cái hàng đó, thầy làm một trận cấm không cho tới gặp thầy nữa. Mà gặp thầy đó bữa đó quý vị vui lắm, thầy gặp thầy mà nó gần gần thầy cái này nha thầy. Làm vậy chứ thầy có làm chi, nó trốn hôm nay gặp thầy nó liếc liếc và không dám tới gần. Mà khi mà thầy gặp nó thầy làm gì nè, để cho nó ngắn. Cho nên quý vị thấy mày giàu thầy kể mày chứ, cuộc đời của tao có tất cả tao bỏ, mày vô làm cái gì, phải chưa? Cũng như cách đây mười mấy năm thầy về Việt Nam, có những người được báo chí Việt Nam và thế giới ca tụng là thần đồng kinh tế, mời thầy tới nhà, chỉ tới nhà thôi, sẽ tặng cho thầy 20 tỷ bạc Việt Nam. Lời đó là 20 tỷ lớn lắm, phải không anh? Nhưng mà thầy nhất định không tới. Mấy cái người xung quanh ăn thua, nó chửi, nó mắng thầy, không có nói, nó nói thầy Quyền Diệu là ý học, thật ra thầy học không có nhiêu. Nó thầy ý học giỏi, thầy dạy những cái trường quốc tế, rồi thầy có tiền, rồi thầy khinh người, thầy cũng khinh người. Chửi thầy nhiều lắm, thầy nghe mà thầy không bao giờ để ý. Không để ý, thầy nghĩ có lẽ kiếp trước thầy chửi mấy thằng này, giờ nó chửi thầy. Quý vị nhớ nha, không có chửi, thầy làm thinh. Mình tới nhà nó làm gì? Và xin thưa quý vị, cách đây có một thời gian ngắn, thôi thầy không nói tên, nó bị nhà nước bắt bỏ tù. Thì mấy cái người mà chửi thầy đó điện thoại qua thầy xin lỗi: mô Phật con lại thầy, hồi xưa con lỡ con chửi thầy quá xá đi. Trời ơi sao thầy hay quá vậy, thầy biết trước hết. Thầy cũng cười cười, thầy nói: tao không giỏi sao tao làm sư phụ mày. Cho nên quý thầy mình phải cẩn thận. Tài sắc danh thực thì không khéo là nguy hiểm lắm. Cho nên quý vị thấy hồi xưa thầy qua ở 15 năm ở Lâm Tỳ Ni cất cái chùa quốc tế đầu tiên, hoặc không ai để ý thầy. Nhưng khi mà nhà vua Nepal đến thăm thầy, bao nhiêu người đến quấy rầy thầy. Cái này đâu, cho nên thầy nói quý vị, quý vị mà quý thầy, quý vị tu chứng khất khiêm tốn không ai biết, giàu có cũng không cho ai biết, biết vô nó bóp cổ mệt lắm. Nhớ không? Vàng đeo gích. Bây giờ đừng có nói ai, quý vị cái chùa mình xong rồi, bao nhiêu người đến chứ đi tìm thầy Quyền Diệu. Mà cái câu hỏi đầu tiên đó, dạ thầy mạnh không? Hỏi đi hỏi lại mà thầy cũng phát mệt chứ. Nhiều khi thầy dẫn qua thầy nói: tao không mạnh sao tao ngồi đây. Rồi cái bắt đầu quá: trời ơi con ngưỡng mộ thầy. Dạ xin thầy cho con chụp hình. Từ sáng tới chiều chứ ngồi đó cho nó chụp hình. Tự nhiên thành người mẫu. Mà người mẫy là không có tiền mới chết. Xong nhé, con cảm ơn thầy nha. Mai mốt thầy về Việt Nam qua bên Mỹ, thầy đến nhà con đó, tao lại mày. Có mình thầy á, thầy đi cho chắc từ sáng tới chiều chắc thầy chết. Quý vị thấy. Cho nên quý vị cầu nguyện, bây giờ cái chùa mình xong rồi, sức khỏe thầy còn tốt. Thí dụ bây giờ sức khỏe thầy còn tốt, thầy về Việt Nam thầy gặp quý vị, phải vậy chưa? Chứ còn thầy ngồi ở bên đó để cho đến làm người mẫu, không có thời giờ ăn, không có thời giờ tu, không có thời giờ niệm Phật, mai mốt chết thành con ma người mẫu, chết sướng hơn. Không thích, thầy không thích. Thầy thích ra ngoài đường, đi đâu không ai để ý. Quý vị quý thầy, quý vị thương thầy, quý vị cố gắng tu, quý vị cố gắng làm chuyện tốt. Một lời cầu nguyện cho thầy sức khỏe tốt, được gặp quý vị như thế này tuyệt vời, thấy không? Làm gì mà tối ngày đó chứ ngồi đó, nhiều khi mắc đi toilet đi cũng được đó, thầy chết sướng hơn. Cho nên quý vị nhiều khi thầy buồn lắm, thầy ngồi mình thầy nói: kiếp này thầy phải trả nghiệp, kiếp này thầy phải trả nghiệp. Có lẽ kiếp trước thầy là ông thợ chụp hình, mình chụp nó giờ nó chụp lại mình. Mấy anh chụp hình là cẩn thận nha.
Quý vị thấy sướng không? Ra cái gì cũng tự làm, linh thiêng lắm quý vị. Quý vị mà tu đúng theo những lời Phật dạy sẽ có kết quả. Cũng như quý vị thấy khi mà thầy đến Nepal, cái nơi mà Phật giáng trần tiêu điều, thầy đứng thầy khấn mấy điều. Nếu nơi này mà Đức Phật sanh, xin cho con nhìn thấy nơi này phát triển trước khi con nhắm mắt. Một thời gian sau, nhà vua và chính phủ Kerala mời thầy sang cho đất. Thầy là cái người Việt Nam đầu tiên đất cất cái chùa. Bây giờ quý vị có trên 30 nước trên thế giới cất xung quanh chùa mình. Quý vị thấy tuyệt vời chưa? Rồi Phật tử Việt Nam mình qua bển đó, chứ so sánh, nói thưa thầy, chùa nào ở đây cũng cất lớn, mà sao cái chùa Việt Nam thầy cất không lớn? Thầy không lý. Mình liệu cơm gấp mắm, mình cái nước mình không có, mình làm theo cái khả năng mình. Cái chùa mình nhỏ, nhưng mà thầy cất cao hơn các chùa, để mình thấy các chùa khác khỏi thấy mình. Quý vị thấy sướng không? Ác lạc. Bây giờ cái chùa đã xong rồi, bây giờ mong rằng thầy trụ trì Thanh Quân đây tổ chức quý vị sang bên đó tu tập và thu hút cái linh thiêng về làm nhiều điều tốt cho cuộc đời mình, cho đất nước Việt Nam và cho thế giới. Linh thiêng lắm quý vị, linh thiêng. Cũng như, ôi chào, quý vị mệt chưa? Nhiều linh thiêng lắm. Bây giờ, cho nên quý vị mình tu mà không có kết quả ngay trong đời này uổng lắm quý vị. Cũng như thầy nói quý vị đó, thầy chỉ các vị tu mà có kết quả. Thí dụ như hai vợ chồng Minh Sơn Diệu Thủy ở bên Úc đó, nó học bác sĩ, nó gặp khó khăn, thầy cứ khuyến khích nó học. Nó học xong rồi quý vị, nó nhớ cái lòng tri ân á, chứ dài 1-2 năm là nó mua thuốc qua, nó giúp cho người nghèo. Thì lần đó nó qua bên là lên dùng Hy Mã Lạp Sơn. Ở đây người nào đã từng đi lên Hy Mã Lạp Sơn rồi đưa tay thầy coi. Ít quá. Trong cuộc đời này quý vị phải đi sang chiêm bái đất Phật, và quý vị lên một cái vùng, một cái nơi mà cao nhất trên trái đất này. Quý vị đưa một cái tầm nhìn, quý vị sẽ thấy núi tuyết trùng trùng điệp điệp, rồi nó cho mình thấy cuộc đời này bao nhiêu cái điều đẹp. Cho nên thầy mong rằng các lãnh đạo trên thế giới phải lên những cái chỗ đó, để cái đầu họ thoáng như vậy, họ về họ không có gây lộn. Hay lắm quý vị. Thì hai vợ chồng lên trên đó, làm công tác xong rồi cái mới ăn cơm, vô cái khách sạn ở trên Hy Mã Lạp Sơn. Ngồi ăn, hai thầy trò mình nhìn đẹp, mà thầy thấy đẹp không thấy tương tự. Có vị, cho nên với cái sức mạnh của thiên nhiên đó, cái hai vợ chồng nó trời ơi chỗ này đẹp, cái tự nhiên thầy nói thôi hai vợ chồng mấy đó đứng đây, tao chụp đó, ít bữa mua chỗ này. Nó con chắc cả ngàn kiếp không mua được, thôi nó không nói bậy bạ. Khi mà ăn xong rồi, cái người mà bưng đồ ăn thầy đó, họ thông báo cái này là một cái sự tình. Quý vị, trong cuộc đời này có những cái chuyện tình cờ lạ lắm. Nó nói cái khách sạn này rất là đẹp mắt nhất ở đây, mà bây giờ hai cái người chủ này họ gây lộn, họ muốn bán. Tôi nói thấy chưa, hồi nãy ta mới nói vậy. Cái thầy điện thoại cho nhiều vị Phật tử, mấy người đệ tử thầy ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam rất là giàu. Trong vòng vài bữa mua máy bay ra mấy chục người qua, rồi trả giá lên trả giá xuống mua không được. Và cuối cùng hai vợ chồng Minh Sơn Diệu Thủy nó mua được. Mà nó không có tiền mà nó mua được, nó phải đi mượn tiền từ ngàn mua được. Lúc đó là quý vị biết á, chưa tới 1 triệu đô la, mà bây giờ người ta trả 7 triệu rồi mà nó không chịu bán. Thầy xuống nó bán mà nó không bán. Mà thầy nghĩ nó bán, nó cho thầy ít nhất 1 triệu. Quý vị biết nó nói sao? Nó thầy quá linh, con không bao giờ dám bán chỗ này, vì cuộc đời của con không có tưởng tượng. Và họ cho thầy mượn 2 cái phòng đặc biệt. Thì thầy trù định sửa 2 cái phòng đó, chúng ta làm giải thưởng. Có rất nhiều người trên trái đất này làm rất nhiều chuyện tốt,
chúng ta mời tới đó ở miễn phí, mấy thầy trò mình nấu cơm, mà họ ở rồi cái đầu họ thay đổi về là một nhiều chuyện tốt hơn. Quý vị đồng ý không? Mà thầy nghĩ có lẽ là mình phải nhờ luật sư làm giấy nó cho mượn, chứ nếu không mình sửa xong mai mốt nó đòi lại phiền lắm. ở đây có anh chị nào mà luật sư không? Đưa tay lát liên lạc với thầy. Không, cho mượn làm giấy đàng hoàng chứ chơi mình đẹp lắm quý vị. Thầy mong rằng, thầy cầu nguyện tất cả quý vị đây đều sang chiêm bái đất Phật và lên trên đó ở vài ngày cho thầy. Thích lắm. Rồi có một điểm nữa, rất nhiều vị nghèo, rất nhiều người có duyên, đó giống như cái chú nãy đó, đi đâu mất rồi, Minh Quy đâu? Ra đây. Cái chú này, chú dẫn thầy đi một cách, cái nhà, ra đây cho ta thấy mặt. Chú hai vợ chồng, mà chú gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đời. Mà chú nghe thầy, chú lại kinh Pháp Hoa, rồi cái chú dẫn thầy đi lên cái thành phố rồi, Gusso, phải không ạ? Một cái thành phố kẻo đẹp lắm, có một cái tòa nhà cổ đẹp lắm. Nói trời ơi, tòa nhà cổ này đẹp quá. Cái thầy, từ bữa đó làm như ai nhập thầy, thầy nói thôi mày đứng đây tao chụp hình. Ít bữa mua cái tòa nhà cổ này, thầy chụp rồi thầy cũng quên. Ít bữa hai tuần hay sao vậy, thông báo thầy, nó thưa thầy, thầy linh quá, thầy nói giờ con mua xong rồi. Mua xong rồi là người ta trả gấp 3 lần mà chú không chịu bán. Thầy xúi nó bán, nó không bán. Mà thầy nghĩ bán chắc nó cũng chia thầy một phần. Rồi thứ hai nữa là cuộc đời của thầy, thầy dạy ở Âu Châu, thầy đi qua những cái tòa lâu đài của vua chúa, mà thầy nói trời ơi, biết gì mà mình mua được cái tòa lâu đài này để cho các anh chị em đệ tử thầy sang ở, phải không ạ? Nói chơi chơi vậy xong là giờ mua được. Anh chị em đề nghị thầy trụ trì, đề nghị thầy trụ trì tuần tự tổ chức những khóa tu sang bên Âu Châu, viếng du hí thần xong rồi mình trở về ở chỗ đó tu tập 1-2 tuần rồi bay về Việt Nam, phải không ạ? Tu phải tu làm sao mà có kết quả ngay trong. Quý vị thấy thích không? Thầy thì không giàu, nhưng mà thầy xúi đệ tử thầy đứa nào cũng giàu hết. Mà cái như thế này đó, thầy rất là may, các đệ tử họ làm ăn phát đạt rồi, họ chứ than phiền nó, thưa thầy sao con không thấy thầy kêu con đóng góp, thầy nói không cần, thầy đủ rồi. Một ngày thầy ăn cơm 3 bữa tự thầy nấu, còn ngon nữa thầy tắm rửa 3 lần, phải không ạ? Thầy ngủ có cái giường, thầy đâu có cần. Cái này, cái luật này hay lắm, anh chị hay lắm. Có những cái hồi nãy nói câu tới peace of mind ha, làm better, sự an tĩnh tâm hồn, tu cho chúng có kết quả ngay rồi. Điểm thứ tư là gì? Điểm thứ tư là la santé toàn heo. You have your body, slow body, body you. Quý vị mình có cái thân này nè, xin quý vị thương nó một chút. Có người có cái thân này mà không thương, tối ngày chứ đi thương tiền, thương tình, thương đủ thứ hết trơn. Cái thân này là quý vị thấy, quý vị có mấy triệu đô la mà cái thân mình không khỏe, đâu có sướng, phải không? Cái thân của mình mà khỏe mạnh, ngồi thiền cũng sướng, niệm Phật cũng sướng, đi du hí thần thông cũng sướng. Quý vị chứ nghĩ mà mấy thầy trò mình mỗi người có 8-9 triệu mà đi cày nghe nè, đâu có sướng, phải không ạ? An lạc tinh thần. Cho nên điểm thứ tư là gì? Điểm thứ tư là quý vị có cái thân này, xin quý vị lưu ý nó một chút, thương nó, ăn uống phải đầy đủ, ăn uống phải đúng lúc, ăn và uống, ăn chay cũng vậy, ăn chay phải ăn đầy đủ chất bổ, không có nên tối ngày chứ đè củ cải ăn hoài, ăn riết con mắt trộm lơ, ra đường trời nắng phải đổi cái nón, đi ra ngoài đường đó nhớ mang đôi dép cho thầy, không thôi đạp đinh bị phong đoàn gánh, mất công ta tốn tiền. Cho nên quý vị thấy quý vị tu phải sáng suốt. Là bây giờ có một số người tu đó, trời ơi, ông Phật ông đi không có đội nón, làm sao biết ông Phật không đội nón, làm sao biết ông Phật đi chân không. Hồi xưa đó người ta không có bỏ đinh, bây giờ nó bỏ đinh đầy đường đó, thành ra có nhiều ông đó, nhất định không mang.
Quý vị thấy không? Phải sáng suốt. Họ bày đó. Có người đó ăn một ngày nửa buổi hành cái xác này. Quý vị phải sáng suốt. Xin quý vị thương nó chút. Mình thương nó sẽ thương mình. Điểm thứ tư. Điểm thứ năm là gì? Điểm thứ năm là lại kinh Pháp Hoa. Quý vị sẽ ở đây người nào lại kinh Pháp Hoa đưa tay thầy coi. Tuyệt vời. Đó, quý vị lại kinh Pháp Hoa trong vòng 5 tháng quý vị sẽ thấy kết quả ngay trong đời này. Quý vị lại không kết quả. Tất cả thấy chưa? Có người ngày hôm qua nay đi, thầy hôm qua thầy xúc động đó. Có một người rất là giàu có, bị bệnh nan y, tiền bạc tiêu hết, chờ chết. Không biết nghe trên YouTube, thầy nói về cái cách lại kinh Pháp Hoa. Hết. Ngày hôm qua, hôm kia giờ gặp thầy khóc sướt mướt đó. Thưa thầy, con không ngờ là Phật Pháp nhiệm màu. Hỏi sao? Thưa thầy, con nghĩ cuộc đời con chết rồi. Rồi có những người rất là nghèo khổ, lại kinh Pháp Hoa. Có những gia đình tan nát, xáo trộn, lại kinh Pháp Hoa an lạc. Ở đây đó, thầy rất là mừng. Quý vị ở đây, có nhiều người theo mật pháp lại kinh Pháp Hoa. Kết quả, kể ai nói gì nói. Nhưng mà quý vị mà lại kinh Pháp Hoa mà có kết quả, quý vị chỉ nói những người thành tâm, không có nói lung tung. Vì giờ họ ganh tị, nha. Cũng như tụi con mà tu chứng, giấu. Có tiền nhiều cũng giấu, không có để. Có vàng á, đeo chút chút thôi. Đeo cổ vô bóp cổ mệt lắm. Chúng sanh mà. Hôm nay có một số người chỉ trích, mà kệ, họ muốn nói gì họ nói. Nhưng mà quý vị tu đúng là tiếp tục. Còn tu thấy không đúng, đổi. Rõ chưa? Quý vị muốn thầy chỉ cái cách lại kinh Pháp Hoa không? Rồi. Lại kinh Pháp Hoa. Và đây là cái quyển kinh Pháp Hoa, thầy vui lắm quý vị. Kinh Pháp Hoa, đây là một cái quyển kinh Pháp Hoa. Coi như là in ở Việt Nam, đẹp nhất từ xưa tới nay. Đẹp nhất. Vì nào phát tâm lại kinh Pháp Hoa, thầy sẽ nói mấy chú tặng quý vị quyển kinh này. Vì nào muốn lại kinh Pháp Hoa đưa tay. Rồi, quý vị ghi tên và liên lạc với chú Minh Quy. Và hoặc là chú Minh Hoàng. Minh Hoàng đâu con? À đây. Và để mà được quyển kinh này. À quên nữa. Thầy có một cái chuyện này mầu nhiệm. Thầy đâu có. Thầy đọc thỉnh thoảng thầy lên ở trên mạng. Thầy thấy có YouTube. Có một cái chị Việt Nam. Chỉ lấy chồng người Nepal. Rồi thầy biên vài chữ. Thầy biên bằng tiếng Anh, when you have time, please come to visiting Lumini. Thầy mới nói rằng nếu mà anh chị có rảnh đi xuống Phật chiêm bái. Rồi rất may là bữa nay quý vị chứng tận mắt thấy một cái sự bầu nhiệm mà trước mặt quý vị là một cái anh chàng người Nepal lấy vợ Việt Nam trong một khoảng thời gian bây giờ làm ăn rất là phát đạt. Minh Phước Trí, vô không? Quý vị, mình tu mình phải có bằng chứng, phải không? Come here, people can see you. Don't know. Quý vị, ảnh không biết nói tiếng Việt, chút đỉnh là vợ ảnh là người Việt. Ảnh cái xong, ảnh nghe, cái anh đi xuống anh lại Phật. Cái tự nhiên ra cái chỗ Phật sanh, cái ảnh xin quy y thầy. Mà thầy thường thường là thầy cẩn thận, thầy thu đệ tử là thầy phải có thời gian. Tự nhiên nó please, I tell story, you and your wife request to quy y. Cái thầy chấp nhận quy y xong rồi là bây giờ là nó đệ tử mình, tức là mình cũng phải có trách nhiệm nó. Thì lúc đó quý vị thầy đi trước, ảnh đi sau. Cái thầy mới nói bây giờ đất cát ở Lâm Thị Ni này thay đổi mắc lắm, tụi con phải mua Lâm Thị Ni này làm một cái cơ ngơi để tụi con sống và giúp chúng sanh. Thầy nói vậy quý, có một tuần là hai anh chị mua 3 miếng đất ở vùng Lâm Thị Ni. Mấy anh chị thấy không? I tell the story when you follow and then you get the land. And now, và bây giờ ảnh làm chủ một cái khách sạn ở trên Himalaya. Mấy anh chị nào muốn? I tell now you are the director of one hotel resort. Have you? Và quý vị nào liên lạc với ảnh?
để mai mốt sang anh ở, anh giảm giá cho mình. Quý vị thấy mầu nhiệm mà cái nơi đó là khó mua lắm, mà không biết sao lại thầy giờ mua 2 miếng đất ngay ở trung ở trên Hy Mã Lạp Sơn. Bây giờ cái khách sạn đó quý vị đẹp lắm, cho thầy ở mấy ngày mà về mà thầy rất là ấn tượng. Trong cuộc đời này quý vị rất nhiều cái hay trong cuộc đời, quý vị phải đi du lịch ở quên nữa. Có một số người, quý vị nhớ nè, khi chúng ta chết rồi, ngày mai chúng ta ra đi, chúng ta không có mang cái việc theo mình đó. Chúng ta mang những cái trí tuệ, mang những cái đức độ. Thành ra quý vị mà làm việc đó, quý vị phải áp dụng cái mật pháp thầy. Chúng ta phải có tiền giúp đỡ cha mẹ làm chuyện phước đức. Rồi ngoài ra mình có cơ hội mình viếng thăm những cái nơi linh thiêng và viếng thăm những cái nơi để chúng ta học hỏi những cái điều hay. Chết rồi quý vị nhớ mình có mang gì theo? Mang tội lỗi, nhớ không? Thành ra có một số người bây giờ có kiến thức, khuyên là không cần đi đâu, chỉ đọc sách thôi, nhưng mà không khéo thành con mọt sách, ở sách khác, ở thực tế khác. Cũng như có những người quý vị thấy thôi, nhưng mà thôi thầy không bình lực, nói một hồi nó quăng lá thầy mệt lắm. Quý vị chứ đi đâu. Bây giờ quý vị ở đây thực hành Kinh Pháp Hoa, quý vị liên lạc với thầy trụ trì ở bên cái chỗ mà tòa lâu đài thầy mới mua xong đó, cũng có là cái hội Pháp Hoa. Thành ra quý vị sang bên đó, mình ở chỗ đó an lạc. Chỗ đó không phải của thầy mà của tất cả quý vị Kinh Pháp Hoa. Thầy gọi là hồi xưa là tòa lâu đài, bây giờ thầy đọc là Chaukida Kutti. Quý vị đọc thầy có Chaukida Kutti. Chaukida Kutti là gì? Chaukida Kutti là căn liều của người gác cổng. Hồi xưa là lâu đài, bây giờ mình để là căn liều của người gác cổng là Pháp Hoa nhiệm màu, thành công hạnh phúc, nghĩa là vô trong đó là mang phúc. Đẹp lắm quý vị, đặc biệt là 2 tuần tới là quý vị qua bên đó, cái lá mùa thu nó đẹp không tưởng tượng. Mong rằng các anh chị em đây, tất cả quý vị đây đều sang đất Phật và đến cái tòa lâu đài đó ở cho thầy. Quý vị sang đâu quý vị ở, quý vị tu đắc đạo, đây là một cái điều phước cho thầy. Là bởi vì quý vị tu mà đắc đạo lên cực lạc trước, mà thầy vì lý do thì chưa có lên, thì quý vị cũng sẽ thả cái sợi dây xuống kéo thầy lên. Rồi 5 điểm. Thứ nhất là tin nhân quả. Thứ hai tụng động thực hành Mangala Sutta. Thứ ba sự an tĩnh tâm hồn. Thứ tư là sức khỏe. Thứ năm lại Kinh Pháp Hoa. Rồi bây giờ lại Kinh Pháp Hoa nha thầy chỉ. Giờ đây cũng Kinh Pháp Hoa. Đó quý vị vô cái kinh. Bây giờ ở đây đó là kinh Diệu Pháp Liên Hoa quyển thứ nhất, thí dụ bằng Phật đây quý vị. Mà trước khi lại kinh, quý vị cái tâm mình phải thành tâm thành thật. Điện thoại rồi lúc đó là tất cả những cái chuyện không cần thiết để ngoài, thấy không? Đó. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Kinh. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Diệu. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Pháp. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Liên. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Hoa. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Quyền.
Chư tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Thứ. Chư tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Nhất. A Di Đà Phật, quý vị rõ chưa? Lại một cách thành tâm, một ngày có thể lại 10, lại 100 lại có người, thầy mừng lắm, có người lại nói thưa thầy một ngày con lại, nhiều khi lên cả ngàn lại, cái mình ghi ra. Thí dụ ngày hôm nay là ngày 25 tháng mấy, mình lại nãy giờ mấy chữ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ thầy nói cho quý vị nè, quý vị lắng nghe. Thầy hỏi một câu, có cái câu này mà thầy mất trên 42 năm 6 tháng, đi bao chục niết trên thế giới. Người nào biết rồi không, là người nào mà trả lời được là thầy có phần thưởng. Ở trên thế gian này có ai thích nghèo không? Rồi, thành thật. Ai cũng thích giàu, nhưng mà lý do tại sao phần lớn những người giàu cuối cùng nghèo? Hay lắm quý vị. Những người giàu và nghèo. Thôi bây giờ thầy hỏi nè. Cách đây hồi Trào Pháp, có một người Việt Nam mình ở ngoài Bắc này giàu nhất cả Đông Dương và bên Pháp. Đó là người nào? Ai? Chị này trả lời trúng, Bạch Thái Bưởi. Con có cái quyển sách đồng tiền tặng chị. Nè, con. Hồi xưa Tào Pháp ở ngoài miền Bắc này có ông Bạch Thái Bưởi. Mà thầy cũng không biết, khi mà thầy ở bên Pháp, thầy đi vào ở trong mấy cái axi, thầy nghiên cứu. Người Pháp dở nón chào ông Bạch Thái Bưởi. Vậy đó. Nhưng quý vị tìm hiểu cái lịch sử này, trước khi mà ông Bạch Thái Bưởi ông chết á, không có một chiếc chiếu, đủ một chiếc chiếu, là bởi vì người ta không tin nhân quả, không theo cái luật của vũ trụ. Rồi trong miền Nam có một người giàu nhất, đó là ai quý vị biết không ạ? Công tử Bạc Liêu đốt tiền làm đèn soi đường người ta. Và bây giờ quý vị kỳ rồi, cái người con ông nó chết, trước khi chết đi làm xe Honda ôm. Rất nhiều người. Cho nên thầy đã bỏ bao nhiêu năm nghiên cứu đó, thầy phân tích tại sao nghèo. Ai cũng thích giàu mà tại sao nghèo? Gần đây cũng vậy, có những người được khét tiếng là giàu Việt Nam, bây giờ nghèo vô cùng. Thành ra ở đây, đúng ra cái này thầy không có nói, có nên nói không? Quý vị nào muốn làm giàu, sống an lạc, đưa tay thầy coi. Rồi, để xuống. Chứng minh đàng hoàng. Tại sao những người giàu cuối cùng nghèo? Là vì họ không tin nhân quả, họ chống lại cái luật vũ trụ. Thì chứng minh bằng khoa học. Cũng như chúng ta ăn một ngày ba bữa trong một tuần lễ mà chúng ta không có đi toilet, cái gì xảy ra? Nó nổ. Thành ra khi cho vô phải cho ra. Cho nên quý vị theo cái nguyên tắc này, đây là cái luật thầy đã tìm ra. Tất cả các đệ tử thầy giàu luôn luôn là khi mình làm có tiền rồi mình phải áp dụng cái luật 331. 331 là thế nào? Thí dụ quý vị buôn bán hay là đi làm ăn, có một lời được 100 đồng thì phải chia 331. 30%, 30% để một bên, 30% là gì? Phụng dưỡng mẹ cha và làm phước. 30% đó để dành, để khi nào mình khó khăn. 30% mình đầu tư, còn 10% để du hí thần thông. Không bao giờ nghèo. Không bao giờ nghèo. Thế giới hiện nay gặp khó khăn là vì người khác không tin nhân quả. Người ta chưa hốt vô, có những nước hốt vô, hốt riết rồi bây giờ nó nghèo, nó nổ. Những người bây giờ có những người hàng mấy ngàn tỷ, phải hồi xưa biết họ chia cho quý vị thì bây giờ đâu có khổ, phải vậy chưa?
Thôi bây giờ anh chị em nào mà doanh nhân thì liên làm cái danh sách liên lạc với chú Minh Phúc, chú Minh Hoàng hoặc là thầy trụ trì Thanh Quân theo cái khóa học thầy. Nhưng mà thầy nói rồi đó, học đạo không lấy tiền nhưng mà học làm giàu phải trả tiền. Mà người nào không có tiền thầy cho thiếu nợ, khi nào giàu trả sau. Thôi chúc tất cả quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến giờ này thì quý Phật tử chúng ta đứng dậy và đứng yên tại chỗ nha quý vị, đừng có hùa theo. Tức là quý vị đứng yên tại chỗ và niệm danh hiệu của Đức Bổn Sư Thích Ca để mà coi như là đưa tiễn Hòa Thượng nha. A Di Đà Phật. Thì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.